Nga sử dụng đạn pháo thông minh quét sạch sở chỉ huy Ukraine. Nga lần đầu tuyên bố bắn hạ tên lửa thay đổi cuộc chơi Ukraine nhận từ Anh. Ông Zelensky hy vọng tạo liên minh tiêm kích, Anh không gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Belarus đặt lực lượng phòng không, không quân trong tình trạng báo động cao. Ông Stoltenberg nêu nhiệm vụ cấp bách nhất của NATO, nói về chương trình mới cho Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết một số nước nhận thấy phương Tây có tiêu chuẩn kép về Nga. Điện Kremlin phản ứng khi Tổng thống Pháp nói Nga thất thế, phụ thuộc Trung Quốc. Mong đợi gì từ chuyến công du của đặc phái viên hàng đầu Trung Quốc tới Ukraine, Nga, châu Âu? Ba Lan tiếp nhận các hệ thống HIMARS đầu tiên, tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông NATO. Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2. Hai đảng đối lập chính ở Thái Lan nhất trí thành lập liên minh sau thắng lợi vang dội. Rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. TASS dẫn lời người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga, ông Sergei Zhibinsky thông báo, các đội lựu pháo M-STAR-S và M-STAR-B của Nga đã quét sạch một sở chỉ huy của Ukraine bằng đạn thông minh Scrapnopol. Các đội pháo binh M-STAR-S và M-STAR-B đã phá hủy một sở chỉ huy của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 122 gần khu định cư Gazitsche, hai khẩu pháo Akacia và Kovovtika và một khẩu súng đất đối không gần các khu vực của Petropavlovka, Petrechavnevoy và Artyomovka bằng đạn tấn công chính xác Krasnopol. Người phát ngôn nói, Krasnopol là loại đạn pháo dẫn đường chính xác, gồm một quả đạn điều chỉnh hỏa lực và một thiết bị định vị mục tiêu bằng laser. Đạn 152mm có thể được sử dụng trong tất cả các loại hệ thống pháo binh, bao gồm hệ thống pháo tự hành M-STAR-S, M-STAR-SM và Kolesia-SV. Bộ định vị Krasnopol có thể khóa 3 mục tiêu cùng một lúc. Krasnopol có thể bắn trúng các mục tiêu đang di chuyển. Theo một ước tính, với mục tiêu đứng yên, Krasnopol có tỷ lệ đánh trúng 85-95%, trong khi với mục tiêu di chuyển, con số này vào khoảng 70%, Eurasian Times cho hay. Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine. Trong thông báo ngày 15 tháng 5, Bộ này cho biết lực lượng Nga cũng đã tiêu diệt tên lửa hành trình, cũng như các tên lửa HIMARS và HARM tầm ngắn do Mỹ chế tạo. Reuters hiện chưa thể xác minh các báo cáo trên. Anh Quốc là nước đầu tiên công khai cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev, cho phép các lực lượng Ukraine tấn công quân đội và các kho tiếp tế của Nga. Trước đó, Moscow cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công các khu công nghiệp ở thành phố Luhansk, miền đông Ukraine, lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ nói với CNN, tên lửa Storm Shadow được đánh giá là yếu tố thay đổi cuộc chơi, mang lại khả năng phòng không vượt trội mà Ukraine đã yêu cầu từ khi bắt đầu xung đột với Nga. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 5 hy vọng sẽ thành lập một liên minh tiêm kích sau khi Anh Quốc cam kết cung cấp máy bay không người lái UAV tấn công tầm xa. Ông Zelensky gặp Thủ tướng Rishi Sunak tại dinh thự Chequers của nhà lãnh đạo Anh. Chuyến thăm diễn ra sau các điểm dừng chân ở Italy, Đức và Pháp khi Tổng thống Ukraine công du châu Âu nhằm kêu gọi thêm vũ khí cho cuộc phản công. Anh Quốc thông báo sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cơ bản cho các phi công Ukraine vào mùa hè này, cùng với đó là nỗ lực của London nhằm thảo luận với các nước khác cung cấp tiêm kích F-16. Thủ tướng Sunak nói thêm, London sẽ gửi cho Kiev hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống UAV khác, bao gồm UAV tấn công với tầm bắn hơn 200 km, tất cả sẽ được chuyển giao trong những tháng tới. Trong khi đó, theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, London hiện không có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu cho quốc gia Đông Âu này. Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố, Nga xem việc Anh quyết định cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine là cực kỳ tiêu cực, nhưng không tin rằng sự hỗ trợ sẽ thay đổi cục diện xung đột.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 15 tháng 5 thông báo lực lượng phòng không và không quân nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong 3 ngày từ khi xảy ra sự cố ở vùng Bryansk của Nga. Sau sự cố các máy bay ở vùng Bryansk, chúng tôi phải đưa ra biện pháp phản ứng. Kể từ đó, các lực lượng của chúng tôi được đặt trong tình trạng báo động cao. Ông Lukashenko thông báo khi đang đến thăm sở chỉ huy phòng không và không quân trung tâm, theo TASS. Ông Lukashenko lưu ý vào thời điểm này, tình hình xoay quanh nước Cộng hòa không nghiêm trọng, nhưng các yếu tố gây lo ngại vẫn còn tồn tại. Vào ngày 13 tháng 5, thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Pogomar thông báo một chiếc trực thăng đã rơi ở Kilinsky, vụ việc khiến một phụ nữ bị thương và gây thiệt hại cho 5 gia đình, ông Pogomar báo cáo. Sau khi dự lễ duyệt binh ngày chiến thắng ở Moscow, ông Lukashenko đã đến đặt hoa ở quảng trường chiến thắng, nhưng không có bài phát biểu nào. Nhà lãnh đạo cũng không xuất hiện trước công chúng trong lễ kỷ niệm ngày quốc kỳ, quốc huy và quốc ca Belarus vào ngày 14 tháng 5. Do đó, truyền thông bắt đầu lan truyền các tin đồn về sức khỏe của ông. Cũng nói về nỗ lực hỗ trợ Ukraine, Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15 tháng 5 tuyên bố, ông hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 tới, các đồng minh sẽ thông qua một chương trình nhằm giúp Ukraine đạt được các tiêu chuẩn của NATO. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh dân chủ Copenhagen, ông Stoltenberg khẳng định liên minh sẽ làm việc để giúp Ukraine chuyển đổi từ các tiêu chuẩn học thuyết và thiết bị thời Liên Xô sang các tiêu chuẩn học thuyết thiết bị của NATO và có thể làm việc với NATO. Điều đó sẽ giúp quốc gia Đông Âu tiến xa hơn trên con đường bước vào liên minh, ông Stoltenberg nói thêm. Khi nói đến tư cách thành viên, tôi hy vọng các đồng minh NATO sẽ nói rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh. Tất cả đồng minh đều khẳng định Ukraine có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Moscow không quyết định điều đó. Cũng tại sự kiện trên, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách của liên minh là đảm bảo Ukraine giành chiến thắng trong xung đột. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo Ukraine thắng thế và Tổng thống Vladimir Putin sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến này. Về cơ bản, nhiệm vụ của NATO là hỗ trợ Ukraine như cách mà các đồng minh NATO và chính NATO đã làm trong hơn một năm qua để ngăn chặn xung đột leo thang tràn ra khỏi lãnh thổ Ukraine. CNN trích lời ông Stoltenberg cho hay. Ông cho biết thêm, điều quan trọng là Ukraine được vũ trang để tự vệ trước Nga ngay bây giờ và cả trong tương lai. Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, các nước có ảnh hưởng như Ấn Độ, Nam Phi và Việt Nam không muốn chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là bởi vì họ tin rằng các luật lệ quốc tế không được áp dụng công bằng. Khi tôi nói chuyện với nhà lãnh đạo từ các nước này, nhiều người đảm bảo với tôi rằng họ không đặt câu hỏi về các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế của chúng ta. Điều mà các nước này đang đấu tranh là việc áp dụng bình đẳng các nguyên tắc đó, Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức phát biểu ngày 15 tháng 5. Theo ông, điều mà các quốc gia trên mong đợi là việc chấm dứt các tiêu chuẩn kép của phương Tây. Nhà lãnh đạo cho hay, trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 19 tháng 5, nhóm này sẽ hành động nhằm tạo ra các nền kinh tế bền vững trên quan hệ đối tác với các nước Nam bán cầu. Ngoài ra, một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi đã được lên kế hoạch vào tháng 11 tới nhằm thúc đẩy hiệp ước G20 với các nước khu vực, theo Reuters. Ở diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây cho rằng Nga đã thất thế trong chiến sự ở Ukraine và trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc. Phát biểu của ông được đưa ra trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Opinion ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 15 tháng 5 đã bác bỏ tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Pháp. Nga và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược và mang tính chất đặc biệt. Nó không liên quan gì đến phụ thuộc cả. Quan hệ đối tác là tính đến lợi ích và mối quan tâm chung của cả hai. Đó là sự gần gũi về lập trường của chúng tôi về các vấn đề quốc tế, sự bất đồng với những nỗ lực áp đặt ý kiến về các vấn đề quốc gia chúng tôi. Reuters trích lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga và Trung Quốc nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn hồi tháng 2 năm 2022. Hai bên sau đó nhiều lần khẳng định sức mạnh mối quan hệ. Hồi cuối tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cử đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ông Li Hui, đến Kiev và một số nước châu Âu. Theo Sputnik, ông Li Hui bắt đầu chuyến công du con thoi đến Ukraine, Nga, Ba Lan, Đức và Pháp nhằm tham vấn về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Đông Âu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo tuần trước rằng chuyến thăm của các đại diện Trung Quốc đến các nước liên quan là một minh chứng khác về cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và đàm phán, động thái hoàn toàn chứng minh rằng Trung Quốc đang đứng về phía hòa bình.
Dù đã ngừng cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình của chuyến công du, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine tiếp tục kéo dài, leo thang và tác động vẫn lan rộng. Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng đối với nỗ lực quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đàm phán hòa bình và ngăn chặn leo thang nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo một số báo cáo truyền thông, ông Li Wei sẽ có điểm dừng chân đầu tiên ở Ukraine. Ông sẽ là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất gặp chính quyền Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Ông cũng sẽ là gương mặt quen thuộc khi đặt chân lên đất Nga. Theo Sputnik, vị quan chức này từng gia nhập vụ Liên Xô và Đông Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm 1975, đã có 10 năm làm đại sứ ở Nga từ năm 2009 đến 2019. Ông thông thạo tiếng Nga và từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị vào năm 2019. Đề xuất hòa bình 12 điểm của Bắc Kinh đối với cuộc khủng hoảng Ukraine có thể được coi là trọng tâm trong thông điệp của ông Li Wei trong chuyến công du, Sputnik nhận định. Trong đề xuất, Trung Quốc kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow, giữ an toàn cho nhà máy điện hạt nhân và giảm rủi ro chiến lược, chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương và từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, cũng như thúc đẩy tái thiết sang xung đột ở Ukraine. Trong khi phương Tây hoài nghi kế hoạch và nhận định không khả thi, Tổng thống Vladimir Putin xem đây có thể là cơ sở để chấm dứt xung đột. Thông báo về chuyến công du của ông Li Wei đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Zelensky. Trước đó không lâu, lãnh đạo Trung Quốc đã có chuyến thăm tới Moscow, gặp gỡ người đồng cấp Nga. Hai bên đã ký một thỏa thuận sâu rộng nhằm đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới. Việc ông Tập Cận Bình đặt chân đến Nga đã khơi mào cho loạt chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc. Theo Sputnik, các quan chức châu Âu đã dùng chính sách quyến rũ cùng áp lực để ngăn Bắc Kinh ủng hộ Moscow. Tuy nhiên, các nước vẫn thận trọng, không xa lánh một đối tác thương mại quan trọng. Quay trở lại chuyến công du của vị quan chức cấp cao Trung Quốc, sự kiện diễn ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine. Cuộc tấn công được tiến hành với hàng tỷ đô la vũ khí mà Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Kiev. Với việc Ba Lan, Đức và Pháp cũng là điểm đến của ông Li Wei, sẽ thật thú vị để theo dõi phái đoàn hòa bình của Trung Quốc đối thoại với các nước châu Âu này thế nào, Sputnik bình luận. Reuters đưa tin, Ba Lan đã nhận được các hệ thống rocket chính xác tầm xa HIMARS đầu tiên vào ngày 15 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Marius Blaszczak thông báo, thiết bị này sẽ ngay lập tức được đưa vào sử dụng và triển khai ở phía đông bắc Ba Lan, mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO, nơi giáp biên giới với đồng minh Belarus của Nga. Trước đó, vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tên lửa tầm xa, rocket và bệ phóng cho Ba Lan, bao gồm 18 bệ phóng HIMARS. Đầu tháng này, Bộ trưởng Blaszczak thông báo Ba Lan sẽ thành lập một trung tâm dịch vụ cho bệ phóng tên lửa HIMARS vào năm 2023 và đang đàm phán để đặt thêm 500 bệ phóng nữa. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác, người đứng đầu Ủy ban bầu cử cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, ISK, vào ngày 15 tháng 5 xác nhận nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 giữa Tổng thống Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu. Hai ứng cử viên đều không giành hơn 50% số phiếu trong vòng đầu tiên. Chủ tịch ISK Ahmet Yeşmer thông báo với báo giới, với khoảng 35.000 phiếu bầu còn lại được kiểm, ông Erdogan giành 49,51% ủng hộ và ứng cử viên phe đối lập Kılıçdaroğlu chiếm 44,88%. Vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5. Ông Erdogan đã trải qua 20 năm làm tổng thống và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Trao đổi với phóng viên, ông nói rằng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và mang lại nền dân chủ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu ngày 13 tháng 5 cho biết, nước này không có ý định chờ được Mỹ cho phép quay lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35. Điều Ankara mong muốn là Washington nhanh chóng hoàn lại 1,4 tỷ đô la mà Thổ Nhĩ Kỳ đã trả cho dự án này. Chúng tôi muốn rút tiền ngay bây giờ. Các cơ quan hai nước đã thảo luận về những bước mà chúng tôi sẽ thực hiện từ bây giờ. Chúng tôi sẽ tự lo liệu. Ông Cavusoglu nói với truyền thông. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không muốn chờ đợi Quốc hội Mỹ phê duyệt khả năng cho phép Ankara trở lại dự án F-35. Điều phức tạp như vậy từng xảy ra với thương vụ tên lửa phòng không Patriot, ông nói. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đây cho biết nước này đã trả 1,4 tỷ đô la trong chương trình trang bị tiêm kích hiện đại F-35. Nhưng vào tháng 4 năm 2021, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình này sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Washington đã hủy bỏ bản ghi nhớ chung về máy bay chiến đấu F-35 với Ankara, trong khi ký kết văn bản với 7 đối tác dự án khác gồm Vương quốc Anh, Ý, Hà Lan, Úc, Đan Mạch, Canada và Na Uy. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định
hợp đồng mua các hệ thống S-400 chỉ được tiến hành sau khi Washington không đáp ứng đề xuất bắn tổ hợp phòng không tầm xa Patriot cho Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tháng 10 năm 2021 cho biết, Washington đề xuất bắn F-16 để bù khoản tiền 1,4 tỷ đô la mà Ankara đầu tư vào dự án F-35. Tuy nhiên, thương vụ vẫn đang trong quá trình xem xét không chính thức, với khả năng cao Quốc hội Mỹ không bật đèn xanh nếu Thổ Nhĩ Kỳ không chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập NATO. Hai đảng đối lập chính ở Thái Lan ngày 15 tháng 5 đã đồng ý thành lập liên minh cầm quyền sau khi đánh bại các đối thủ được quân đội hậu thuẫn trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5. Theo Reuters, đảng Tiến Bước và phe đối lập nặng ký Đảng Vì Nước Thái, Phiêu Thái đã chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử, ghi nhận thắng lợi vang dội. Tuy nhiên, liên minh có thể đối mặt nhiều thách thức khi tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng, vì Thượng viện có lập trường ủng hộ phe bảo thủ và các đảng được quân đội ủng hộ. Ông Pita Limizaron Indrat, lãnh đạo của đảng Tiến Bước, đề xuất thành lập một liên minh 6 đảng, quy tụ tổng cộng 309 ghế và ông sẽ giữ ghế thủ tướng. Tuy nhiên, tổng số ghế của liên minh vẫn thấp hơn con số tối thiểu 376 cần thiết tại Quốc hội để ông Limizaron Indrat chắc chắn được bầu làm lãnh đạo chính phủ. Nhưng ông Limizaron Indrat cho biết không hề lo ngại về điều này, theo Reuters. Ngày 15 tháng 5, người dân ở miền nam Bangladesh bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát và sửa chữa nhà cửa một ngày sau khi bão Mocha đổ bộ. Hàng chục ngàn người đã được sơ tán ở miền nam Bangladesh, dù cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong. Tuy nhiên, tại Myanmar, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương kể từ khi bão Mocha đổ bộ vào khu vực phía tây nước này, truyền thông nhà nước đưa tin. Trong khi các thành viên gia đình và hàng xóm được sơ tán, Mohamed Adris chọn ở lại và chứng kiến ngôi nhà thân yêu của mình bị cơn bão thổi bay. "Tôi chưa từng thấy cơn bão nào có sức gió mạnh như vậy trong đời", Mohamed, cư dân ở thị trấn Saproritiquip, chia sẻ với Reuters. Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc thông báo khoảng 6 triệu người trong khu vực cần viện trợ trước cơn bão. Theo Reuters, cũng đã có báo cáo về thiệt hại đối với các trại tị nạn của người Hồi giáo Rohingya ở miền nam Bangladesh. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi khi dân số già ngày càng tăng ở đất nước tỷ dân và bài toán cung cấp dịch vụ chăm sóc trở thành ưu tiên chính. Trung Quốc dự báo sẽ có hơn 400 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trước năm 2035. Sự thay đổi nhân khẩu học đáng kể này sẽ đặt ra nhiều thách thức cả về xã hội lẫn kinh tế, theo đài CCTV. Tại cộng đồng Shichahai ở Bắc Kinh, các nhân viên đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống nhằm trao những bữa ăn nóng hổi đến tận nhà người lớn tuổi. Đây là một trong các cách hỗ trợ các cư dân lớn tuổi sống một mình hoặc những người gặp khó khăn về thể chất đang ngày một tăng ở thủ đô. Có khoảng 17.000 người trên 60 tuổi ở Shichahai. Nhóm người cao tuổi ở đây rất lớn và nhiều người trong số họ bị mất khả năng vận động. Guo Yang, giám đốc trung tâm dịch vụ công cộng Shichahai nói với CCTV. Dịch vụ giao bữa ăn tận nhà là một phần trong nỗ lực toàn quốc nhằm tối ưu hóa công việc chăm sóc người lớn tuổi ở Trung Quốc khi đất nước tỷ dân chuẩn bị cho làn sóng nghỉ hưu trong thập kỷ tới. Tính đến năm 2020, quốc gia này đã thành lập 329.000 cơ sở chăm sóc, cung cấp hơn 8 triệu giường, tăng gần gấp đôi kể từ năm 2012. Các doanh nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ, từ phục vụ bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, cho đến các hoạt động giải trí và tham vấn pháp lý. Tính đến năm 2020, số người từ 60 tuổi trở lên ở Trung Quốc, đại lục chiếm hơn 18% toàn dân số. Tỷ lệ này cao hơn 5% so với một thập kỷ trước đó. Theo CCTV, quốc gia châu Á đang cải thiện các dịch vụ chăm sóc người già ở nhiều phương diện khác nhau, thông qua hệ thống lương hưu đa tầng nhằm cung cấp đảm bảo tài chính. Bảo hiểm lương hưu cơ bản hiện có hơn 1 tỷ người. Bảo hiểm lớp thứ hai dựa trên dòng niên kim của doanh nghiệp và nghề nghiệp đạt khoảng 58 triệu người. Và bây giờ chính phủ Trung Quốc đang xây dựng lớp thứ ba, bao gồm bảo hiểm thương mại và bảo hiểm dựa trên tiền tiết kiệm cá nhân, theo CCTV. Hàng trăm nông dân Tây Ban Nha đã lái máy kéo hoặc đi bộ trong cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Madrid ngày 14 tháng 5, phản đối các chính sách mà người nông dân cho là gây nguy hiểm cho sinh kế của họ. Được tổ chức bởi SOS Rural, một nhóm gồm khoảng 500 tổ chức nông nghiệp, săn bắn, đánh cá và vận tải, những người biểu tình cùng nhau kêu gọi chính phủ tăng cường quản lý nguồn cung cấp nước. Thay vào đó, họ bày tỏ bất bình về giá nhiên liệu, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu tăng cao. Họ nói tình trạng này có thể khiến nông dân khánh kiệt. Tây Ban Nha đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài, nhiều hồ nước cạn khô, còn nhiệt độ tăng cao lập kỷ lục ở nhiều nơi.
Hiệp hội Nông dân COAG ngày 11 tháng 5 cho biết, tình trạng thiếu mưa đang ảnh hưởng đến 80% vụ mùa và gây thiệt hại không thể khắc phục đối với hơn 5 triệu hecta cây trồng ngũ cốc. Hiệp hội nói thêm, với lượng mưa trong 4 tháng đầu năm 2023 chưa bằng 50% mức trung bình hàng năm, vụ lúa mì và lúa mạch ở hầu hết đất nước sẽ mất trắng. Năm ngoái, vụ thu hoạch ô liu thật tồi tệ. Nếu trời vẫn không mưa, cây ô liu, hạnh nhân và quả hồ trăng, tất cả mọi thứ có thể sẽ chết. Đó là một đống đổ nát, một nông dân tên Andrew Nieto nói khi đứng cạnh máy kéo của mình. Khi chúng tôi không thể sản xuất lương thực, mọi người sẽ không thể mua sắm ở chợ hay siêu thị, nông dân Luis Miguel Abad cho biết. Theo đài CGTN, các quan chức Uzbekistan bày tỏ hy vọng hợp tác sâu sắc hơn với Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á. Hội nghị thượng đỉnh quan trọng này dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 5 tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập trong khu vực. Theo lời mời của Trung Quốc, các tổng thống của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan sẽ tham dự hội nghị. Theo các quan chức Uzbekistan nói với đài CGTN, du lịch là một trong những ngành mà nước này muốn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc. Ông Ulugbek Azamov, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Uzbekistan cho biết, khi nói đến hợp tác trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi rất vui khi các hãng hàng không Trung Quốc đã nối lại các chuyến bay đến Uzbekistan. Chúng tôi đặt mục tiêu thu hút 100.000 khách du lịch Trung Quốc đến Uzbekistan. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hai nước đã hợp tác sâu sắc về cơ sở hạ tầng, ông Sava Kamidov, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Uzbekistan bày tỏ hy vọng hợp tác song phương có thể được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc đang đóng vai trò rất quan trọng với tư cách là bên thúc đẩy thương mại, là nhà đầu tư lớn trên toàn bộ khu vực Trung Á và các dự án mà Trung Quốc đang thực hiện ở Trung Á đang góp phần kết nối khu vực. Chúng tôi cũng mong muốn xem xét bên ngoài lĩnh vực cơ sở hạ tầng, mở rộng hợp tác sang tất cả các lĩnh vực khác như nông nghiệp, năng lượng, y tế và giáo dục, ông Kamidov nói. Một người đàn ông ở Florida ngày 13 tháng 5 đã lập kỷ lục sống dưới nước lâu nhất khi ông vừa trải qua ngày thứ 74 sống trong một khách sạn dưới biển ở Mỹ. Người vừa lập kỷ lục là nhà thám hiểm lặn biển kiêm nhà nghiên cứu y học, tiến sĩ Joseph Dittori. Ông đang tham gia một thí nghiệm có tên là dự án Neptune 100, được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Tài nguyên Biển. Suốt 74 ngày qua, ông cư ngụ tại khách sạn Joe's Undersea Lodge ở đảo Key Largo, bang Florida. Đây là khách sạn dưới nước duy nhất ở Mỹ. Ông Dittori nói kỷ lục là một điều khích lệ và chúng tôi yêu thích nó. Tôi thực sự đánh giá cao và rất vinh dự khi lập kỷ lục, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều thử nghiệm khoa học cần phải làm. Mọi thứ không dừng lại ở đây. Tiến sĩ Dittori cho biết ông có kế hoạch ở dưới nước cho đến ngày 9 tháng 6, khi đó tròn 100 ngày sinh sống dưới mặt biển. Kỷ lục sống dưới nước lâu nhất trước đó là 73 ngày, được thiết lập vào năm 2014. Mục tiêu nghiên cứu của ông Dittori là kết hợp nghiên cứu y tế và thủy sản, đồng thời hỗ trợ các dự án của sinh viên Đại học Nam Florida. Một số nghiên cứu hàng ngày của tiến sĩ Dittori liên quan đến việc theo dõi phản ứng của cơ thể ông khi tiếp xúc lâu với áp suất cực lớn. Thông tin này có thể hữu ích cho các nhiệm vụ thám hiểm biển sâu trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.